Thưa quý vị, theo Sở Du lịch Đà Nẵng, đến nay, thành phố đã có 10 đường bay quốc tế được nối lại với các thị trường Singapore, Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc, Campuchia và Indonesia. Tuy nhiên, thị trường khách quốc tế được đánh giá là vẫn chưa thể hồi phục như kỳ vọng. Thống kê của Sở Du lịch Đà Nẵng cho thấy 7 tháng đầu năm, tổng lượng khách lưu trú tại thành phố đạt hơn 1,88 triệu lượt, tăng 83% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, khách quốc tế chỉ chiếm 10%. Hiện ngành du lịch Đà Nẵng đang khẩn trương thúc đẩy xúc tiến mở rộng nguồn khách quốc tế, trong đó tập trung vào thị trường Đông Nam Á và các quốc gia đã có chính sách phòng chống dịch thoáng hơn, đặc biệt là Thái Lan và Ấn Độ. Hiện Đà Nẵng cũng là điểm đến du lịch được các quốc gia này quan tâm. Chúng tôi sẽ quảng bá những sản phẩm du lịch của Đà Nẵng đến đông đảo khách Thái thông qua các đại lý du lịch của mình trên toàn hệ thống để ngày càng có nhiều du khách Thái Lan đến trải nghiệm du lịch tại Đà Nẵng hơn. Đồng thời chúng tôi sẽ phối hợp với các đơn vị lữ hành du lịch tại Đà Nẵng để kết nối đưa khách Việt Nam đến tham quan du lịch tại Thái Lan, từ đó thúc đẩy trao đổi nguồn khách hai chiều. Cùng với các chuyến bay sắp được khai thác đến các điểm đến từ Hàn Quốc, Singapore, Malaysia và đặc biệt là sắp tới đây, Đà Nẵng sẽ đón những chuyến bay từ thị trường Ấn Độ, một trong thị trường đông dân nhất thế giới. Thì cái việc mà đảm bảo cái tỷ lệ công suất cao là hoàn toàn là khả thi và đấy là một trong những niềm vui, một cái tín hiệu rất là tốt cho các chủ khách sạn. Tận dụng hiệu ứng điểm đến từ các sự kiện du lịch mang tầm quốc tế đã được tổ chức thành công tại Đà Nẵng trong thời gian qua, như diễn đàn phát triển đường bay châu Á Roots Asia 2022 và các sự kiện sắp diễn ra như lễ hội du lịch Gốp 2022, ngành du lịch thành phố đang triển khai rất nhiều hoạt động quảng bá, đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xúc tiến quảng bá nhằm truyền thông hiệu quả hơn hình ảnh thành phố đến với thị trường quốc tế trọng điểm và tiềm năng. Bên cạnh cái việc tăng cường cái công tác quảng bá xúc tiến thì ngành du lịch của thành phố cũng đang tham mưu cho lãnh đạo thành phố và phối hợp với các cái ngành liên quan để tạo ra các cái sản phẩm mới, đặc biệt là tạo các cái trải nghiệm mới, và từ đó thì là các cái sản phẩm là cái chất xúc tác cho cái công tác xúc tiến quảng bá. Trước mắt trong quý tư năm 2022, dự kiến các đường bay quốc tế tiềm năng kết nối Đà Nẵng với Ấn Độ, Philippines sẽ được mở. Những tháng cuối năm được xem là mùa trọng điểm về khách quốc tế của ngành du lịch thành phố. Kỳ vọng với sự chủ động trong tiếp cận thị trường, sự sẵn sàng về hạ tầng và dịch vụ, du lịch Đà Nẵng sẽ gặt hái thêm nhiều kết quả tích cực.